Rồi như bài vừa rồi thì mình có invert và abort là mình đã biết nhé. Còn bên tiếp theo là phần số 3 là các thuật ngữ. Cái định nghĩa. Rồi định nghĩa thuật ngữ này thì mình sẽ vào mình giải thích. Ví dụ hiện tại mình có cái số 1 là let's see for g. Cái này là theo thứ tự của từ điển. Ban đầu mình thấy từ là lexicography thì nó là liên quan tới từ điển, tức là cái phần gì đó thuộc vào từ điển thì nó là lexicography. Tuy nhiên graphic thì nó là gọi là gì, tính từ chép thì nó là theo thứ tự của từ điển. Chưa, mình lấy một cái là theo thứ tự từ điển rồi. Thuật ngữ thứ hai mình chưa biết trong này nó là permutation, này có nghĩa là hóa vị các phần tử. Rồi thuật ngữ thứ ba thì ra từ restriction đó, thì mình có thể định nghĩa cũng được, không định nghĩa cũng không vấn đề gì, tại vì thuật ngữ này không phải là thuật ngữ chính, nó không quan trọng. Từ này cũng đơn giản, mình sẽ gặp nhiều này, nó bị giới hạn thôi, còn không thì mình cứ định nghĩa thôi. Rồi, cái này là bị giới hạn gì đó. Rồi cái khó là những thuật ngữ khác, ví dụ ở đây thì sẽ tìm một thuật ngữ nó khó hơn. Ví dụ đây là cái dấu dấu này này. Tạm thời thầy không ghi được thì thầy ghi nó là dấu bé hơn nhé. Thì dấu này nó sẽ định nghĩa thứ tự các phần tử trong một tập. Cái này nó khác với ba cái phần trên là nó không có trong từ điển. Mình muốn hiểu được thuật ngữ này á, thì mình phải đọc bài báo mình mới hiểu được, đọc biết là nó có thứ tự trong này có gì đặc biệt nữa không. Rồi có thuật toán, có ví dụ. Rồi trong cái bài báo này thì sẽ có công thức và có các chứng minh, thì yêu cầu mình đọc kỹ các công thức này từ từ đầu. Ví dụ này mình cần phải hiểu được là dấu này nghĩa là gì, rồi thứ tự element. Rồi ví dụ này là bố đề, lemma là bố đề hay là định nghĩa gì đó. A1 với AN là A0 là bằng AN cộng 1 bằng 0. Nhưng bài này đơn giản mà, bài này không có cái thuật ngữ gì mới cả. Đó thì mình đọc từng phần một, đọc từng dòng, từng thuật ngữ này để hiểu rõ. Mình sẽ làm được. Cho đó bài tập đầu tiên thì thầy chỉ dừng lại ở mức là mình hiểu được input, output và hiểu được các thuật ngữ trong bài báo thôi. Và bài tập tuần tới thì mình sẽ tuần tới tới nữa thì mình sẽ làm chi tiết hơn. Được chưa? Và có đề tài nữa không? Trang 190 đúng không?
cái này ngắn rồi. Rồi trong bài này thì mình cần tìm hiểu những gì? Rồi bài này thì chỉ là comment, thêm những comment được đưa thêm vào cho chương vấn đề của chương trình là Concurrent Programming Control. Thì về comment như đó bài này sẽ ngắn, thì mình cần làm là cần tìm hiểu thêm vấn đề là Concurrent Programming Control là gì, thì mình tìm hiểu bằng cách nào. Lên trên mình xem trong phần reference. Rồi mình tìm cũng giống như kia thì định nghĩa xem concurrent programming control là gì. Và mình đọc qua thì biết hiện tại bài này nó sẽ comment cho hai giải pháp của Dijkstra và Hyman. Mình xem hai cái này là gì thì trong phần reference thì có. Không có luôn. Đây. Mình tìm bài báo số 1 là Solution of Problem in Concurrent Programming Control. Một ký sâu lăm. Đó, thì mình sẽ có bài này ngắn chỉ có một trang thôi, thì giống như video thầy có nói đó, mình đọc một bài nhưng mà sau đó nó dẫn tới mình đọc phải nhiều bài, hay là giống như mình tra từ điển của bài. Vấn đề ban đầu là mình chỉ muốn tìm một từ mình không biết thôi, nhưng mà sau khi tra xong nó ra một list các từ mình không biết nữa, thì đó là vẫn là một cách để mình đi học từ tiếng Anh hay học một bài báo. Cái là mình tìm ở những từ không biết này, trong này có những từ nào không biết thì tiếp tục tra tới khi nào đã biết được cái từ ban đầu là gì là được. Giống như phương pháp chia ra trị mình có học một video vậy. Thì bài báo cũng vậy. Ban đầu là mình muốn tìm bài báo số 13 này. Nhưng bài này đã tìm được thì lại liên quan tới hai bài khác. Một bài năm 1968 và bài thứ hai là 45. Bài 1 thì có tiêu đề mình tra được, bài thứ 2 thì em tra theo tên của tác giả. Hai mang 1966.
Rồi thì từ chỗ tìm mà ông là tên Hai Ma đó thì mình có bài báo hay là bài hướng dẫn chi tiết hơn. Đó. Trang 52, Hai Ma Incorrect Solution. Đây. Đó thì các em có hai bài liên quan, rồi mình đọc mình hiểu hai bài đó, sau đó mình quay lại mình đọc bài gốc của mình, rồi mình viết mình báo cáo thôi. Hôm nay nó có chương trình này. Được chưa? Bài này đơn giản hơn mấy bài khác mà. Bài này nó có thuật toán bên dưới rồi. Cái nào? Là hai vòng lặp thôi. Hoặc là vòng lặp, một vòng lặp mà có hai biến thôi. N xếp. Này đọc cái này thì hiểu mà. Ví dụ L1 này, nếu V bằng Y thì xuống L2. L2 này làm gì? V từ N tới N trừ 1 thì xuống 1.
À, cái này lặp lại trong một vòng lặp thôi, trong một lệnh nữa được. Còn nếu mà nó khác không thì quay lại L1 thì nó giảm ri với giảm N xuống. Một vòng lặp có hai biến được mà. Giống cùng lớn. Y lấy giá trị từ biến nào? Em phải đọc hai cái chương trình kia rồi mới biết được cái chương trình đó. Thứ nhất là chương trình Y á, là computer thứ Y này. Cái là nó có một chương trình rồi đó, có N chương trình hay gì đó. Phải đọc hai cái kia mới biết được chứ. Y là trên này này. Còn K là số cho, là input đầu vào của thuật toán. Em phải đọc hai cái bài kia nữa. Em không đọc em sao không hiểu được đâu. Cái bây giờ không hiểu là y này từ đâu cái gì, không hiểu cái gì. Ừ, nó có hai máy thôi. Bài ông này ông làm là hai chương trình hai máy, y bằng một bằng hai đó. N bằng hai. Ở dưới này nó có mô tả này. L3 là 4. Có đọc cái này chưa? Đọc bài này chưa? Bài của Digita này. Thì nếu nó lỗi thì sao chương trình này chạy được? Cái này hiệu quả hơn. Cái là chương trình này là correct lại chương trình bên trên đúng không? Em phải cài đặt lại chương trình trên này đi. Em có lại này. Em biết có lại chương trình này. Cho chương trình cụ thể mà đúng thầy, em đọc cái này em thấy giống như là
đâu đâu đây sắp tới các máy sạc ra đó không bị chạy nhau với chương trình chính là ừ. chỉ còn chương trình chính. Cái là không có chương trình chính đấy. Thì chương trình chính thì em có thể mô phỏng nó một lệnh in gì đó thôi, bình thường thôi, lệnh string gì đó. Concurrent nó là lập trình song song á, hai cái đồng thời với nhau thôi. Làm thế nào để quản lý lập lịch, cái này giống như lập lịch. Đó. Concurrent là lập trình song song, tức là hai cái xảy ra cùng một lúc. Nhưng mà nguyên lý thì hệ thống là bắt buộc là phải cái nào chạy trước, cái nào chạy sau, không thể nào chạy còn đồng thời được. Thì nó làm theo, nó sắp xếp hai cái đó thôi. Thì chương trình chính em có thể biết chương trình in gì đó đi, một lệnh in hay một lệnh xuất gì đó cũng được. Chưa? Và đọc kỹ thôi. Rồi còn nhóm nào nữa? Nhiều. Mười tám á. Tăng bao nhiêu? 21. Đâu rồi? Ồ, cái này là gì vậy? Này á. Mà nó nằm trong bài nào? Tám, 17 này. Này á, này đúng không? Chỗ nào là lạ? Giờ một u á. Cái này nó có định nghĩa mà. FU là tập các union của F thôi. Union này FU là tập hợp tất cả các phần union của F. Nếu là F có nhiều phần tử thì FU là mình lấy các phần tử đó mình gộp lại thành tập mới thôi. Ví dụ tập số 1, số 2 FU lần 1 này. Ví dụ 2 này. 1, 2 nữa. Hả? Dạ đấy. Sao? Cái chỗ này em không biết em mới hướng dẫn được, chứ còn cả bài sao thầy hướng dẫn được. Thì giống như mấy nhóm khác mình cũng tìm các thuật ngữ ra trước. Mình nhớ đồ án của mình là đồ án làm cả một học kỳ, chứ không phải mình làm một tuần hay hai tuần nữa. Do đó mình còn phải làm chi tiết từng bước. Còn nếu nó làm chỉ mình làm một tuần mà xong thì nó không phải là đồ án cuối kỳ được. Sao? Cái tiêu đề không hiểu á. Thì em tìm hai từ này nghĩa là gì? Sao là vô nghĩa được? Còn không tìm luôn cái này này.
Ít sữa bò. Thì cái từ này là residence là dư thừa, thì in là ngược lại của nó, thì nó là không dư thừa, là cần thiết thôi, là những khoảng, những đoạn nào cần thiết á, giống như tìm những tập hợp nào cần thiết trong phép hợp và phép giao union để thôi. Tại sao nó lại không có nghĩa được? Đó thì muốn hiểu thì phải xem đó là hai này này, vi o gì đó với thuật toán hai ông này nó là gì? Cái này còn có sụp cót nữa này. Xem sụp cót mình làm gì. Rồi còn nhóm nào? 12 trang bao nhiêu? Cái này là không rõ chỗ nào. Sao? Nếu mà không hiểu là phải đọc hết. Những từ nào chưa rõ thì định nghĩa ra. Không biết từ nào thì định nghĩa hết tất cả các từ ra. Hả? Thuật toán thì em phải đọc các định nghĩa thì em mới biết là thuật toán nó là gì chứ. Có các bước này. Em đọc lướt chắc chắn là sẽ không hiểu, nhưng mà đọc kỹ từng phần thì sẽ hiểu. Hai bốn á, trang nhiêu? 344 á. Thì 24 là bao nhiêu? 21 á. Thấy 2 rồi. Đây. Sao? Thì nó là một thuật toán và chuỗi Brown. Thì em xem chuỗi Brown là gì. Ừ, Brown nó là mô hình xác suất, mình học xác suất thống cơ đúng không, nó giống như là mô hình Gauss vậy thôi. Thì Brown nó một dạng mô hình vậy. Cái thuật toán thì em mới hiểu hết định nghĩa rồi mới hiểu thuật toán được chứ. Trong này nó có này sao?
đừng có quan tâm số biến tham số, có thể trong này nó sẽ bị viết sai chính tả gì, chỗ này có thể là lúc in nó bị thiếu chữ R với S với V này, nó còn thiếu cái dấu gì trong đó. Cái là số lượng tham số nó nhiều hơn số lượng thật có, đúng không? Nhưng mà do vấn đề là khi viết cái bài này nó in ra nó bị sai á, mình xem thử mình đọc mình hiểu là chỗ đó cái dấu gì sẽ là đúng. Chỗ này gì vậy? Cái này thì chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái đúng không? Mà dưới này tới 8 cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này 7 đúng này, cái dưới này mới có 8 này. Thấy gì R với S nó có khoảng trắng không? Nó không có dấu phẩy không? Cái chỗ này nó có một cái gì đâu này. Nó bị xíu á. Thì mình phải đọc bên trên mình biết chỗ này đúng nó sẽ có dấu gì. Rồi còn bài nào? Trong rồi nếu mà chưa biết hỏi gì thì vừa đọc hết lại tất cả các thuật toán, các khái niệm trong này, rồi giải thích ra hết tất cả khái niệm này. Nếu mình nó không biết thì lúc đó mình mới hỏi. Đọc từ đầu. Bài càng dài đọc càng đơn giản. Cái bài khó là bài y ngắn thôi. Thì chắc những bài dài là lý do gì là nó, ví dụ nó có chương trình này. Chương trình này mình có thể chuyển lại được theo chương trình C người khác. Mà chương trình nó là mấy chục trang, mấy trang rồi. Đó, này nó dài nhưng mà nó đâu có nội dung như này, mấy chương trình này. Này nó cũng dài. Nó yêu cầu đọc lại hết. Rồi giải thích thuật ngữ bằng từ điển Anh. Rồi giải thích theo cách hiểu của mình. Rồi còn nhóm nào nữa? Mười một. Mười chín. Chương bao nhiêu? Rồi. Rồi sao phần này, phần nào? Hả? Nó có chương trình này á. Thank you.
Rồi, trong bài này thì mục đích đưa ra những chương trình về mặt lý thuyết thì đơn giản, tuy nhiên mà chứng minh thì lại phức tạp. Thôi, mình lấy những ví dụ như chương trình trong đây này có, rồi mình có thể suy nghĩ thêm những chương trình khác. Rồi, còn nhóm nào nữa? Có nhóm nào hỏi nữa không? Đang bao nhiêu? Bao nhiêu? 2:30 á. Sao cái tại sao lại chứng minh trên đồ thị với mạng network á, thì phải đọc mới biết được chứ. Cái là bài này cái là two way routing, cái là chặng trên và chặng dưới đúng không? Thấy nó tìm nữa, nhưng mà nó sẽ áp dụng lại phần chặng này cho network là đồ thị để tìm ra thuật toán gì đó đúng không? Đó thì nhiệm vụ của em là em đọc xem thử là tại sao nó áp dụng trên network và thuật toán nó sẽ ứng dụng là gì. Rồi tìm ra các chặng trên chặng dưới như thế nào ứng dụng này. Bài này cũng đơn giản dễ đọc mà. Thuật toán là đúng không? Thuật toán nó để làm gì là sao? Thuật toán đâu? Đó, thuật toán nè. Cái này là không có thuật toán à? Hay là sao? Có thuật toán này. Cái này nó có thuật toán mà trình bày theo cách khác thôi. Em đọc hết bài là hiểu được rồi. Rồi mình chú ý là mình đọc xem các thuật ngữ rồi các công thức, nó đọc từng kỹ từng cái một. Khi nào mình không rõ phần nào thì mình lúc đó mình hỏi thầy mình biết trả lời được. Chỗ nào? Cái này á? Sao? Đấy.
Không do lúc này, dòng này. Cái nào không rõ thì phải xem cái số này là gì nè, số này là gì, rồi cái cạnh này là sao thì phải đọc bên trên mới biết được chứ. Được chưa? À, cái này chắc chắn là mình sẽ không làm được trong vòng một tuần, hai tuần, ba tuần rồi, mà mình phải làm được tới cuối kỳ khi mình học được tất cả các phần về lý thuyết, rồi phần về cấu trúc giải thuật, thì lúc đó mình bắt đầu mình mới làm vào được. Ở mức hiện tại thì mình chỉ hiểu được là input, output của nó, của bài báo là gì, để hiểu được các bước, rồi bài báo cái thuật toán có dừng hay không, rồi hiểu được là các khái niệm. Từng tiếp theo mình sẽ học thêm các kiến thức khác mình mới biết được. Tại vì bài đồ án cuối kỳ thường sẽ làm ở tuần, em học các môn khác á, thì sẽ làm ở tuần thứ 14 hoặc 15. Ít ba môn nào mà sẽ làm đồ án từ tuần 1, tuần 2 cả. Tại vì mình phải học xong mình mới làm được. Hiểu không? Cho nên ở mức hiện tại thì mình chỉ hiểu được tới mức là mình hiểu được các khái niệm rồi các công thức này thôi. Mình chưa hiểu được sâu trên bên trong nó được. Cho nên đừng cố đọc một hai tuần rồi mình làm xong được bài báo là chắc một đồ án thì chắc chắn là không có. Vì nếu đồ án đơn giản vậy thì thầy không cho mình làm trong một kỳ. Cho đó trong tuần này á thì các em vừa thảo luận lại mình sẽ làm hai nội dung này thôi. Các thuật ngữ mới. Rồi ở đây thì thầy sẽ bổ sung một cái nữa để mình dễ hiểu hơn là. Mind map các thuật ngữ này. Mình có nhiều phần mềm vẽ mind map trong đó thì thầy lấy ví dụ phần mềm này đi, có free. Nên các đồ án này chắc chắn mình phải làm theo nhóm, không thể nào một người có thể làm được cả, vì nội dung nó sẽ rất là nhiều. Nhìn là đơn giản vậy thôi chứ không có, không phải ít. Bài báo mà càng dài thì càng dễ làm và dễ đọc, bài báo càng ngắn thì càng khó làm, tại vì mình không biết làm gì trong đó cả, ít hết. Mình phải đọc các bài báo liên quan rất là nhiều. Rồi còn nhóm nào nữa không? Có nhóm nào muốn chương đang bao nhiêu? 19 là bài đầu tiên luôn á. Cảm ơn rồi. Đây không phải chương 1. Rồi. Với bốn số thì cái bài toán này nó luôn luôn là đưa ra là cái đáp án là chính xác nhất và nhanh nhất,
mà chúng xem bài toán nó có nói là có 15 thì là chứng minh được là cái bài toán này nó đúng với cái đúng với tám số để không phải là đúng nhất với tám số thì bằng bài toán này là nói gì bằng đó là cái vấn đề xếp xếp số thì tại sao lại là người là vấn đề bốn số rồi tám số được mà không phải là nhiều số. Vấn đề là nó sắp xếp trên một cái mạng network. Network thì em biết đặc trưng của nó là mình không thể đổi cái đường dây liên tục được, không đổi phần tử liên tục được, thì em đọc xem bốn số thì sắp xếp như thế nào và tám số thì sắp xếp như thế nào thôi. Do nó sắp xếp trên mạng này. Rồi còn nhóm nữa không?